khích lệ các em tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập để tiếp bước cha ông xây dựng quê hương Ninh Bình và đất nước Việt Nam giàu mạnh, xứng đáng với ân đức muôn đời của các bậc tiền nhân. Cờ lau tập trận, màn trình diễn của các cháu thiếu nhi Trường Yên, trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.